Samsung Galaxy S23 Ultra năm nay có gì? Chiếc S23 Ultra năm nay chúng ta có cụm 5 camera, nổi bật nhất đó là camera góc rộng 200MP và camera tele 10MP với zoom quang học 10x. S23 Ultra năm nay có thêm tính năng chụp ban đêm giúp tái tạo hình ảnh ở môi trường thiếu sáng, đem lại những bức ảnh lung linh nhất. Được trang bị con chip Snapdragon thế hệ thứ 8 Gen 2 for Galaxy mang đến trải nghiệm đa tác vụ mượt mà kể cả chiến những con game nặng thiên về đồ họa như là Genshin Impact hay là Advan 9. Buộc S Pen năm nay có thể điều khiển điện thoại từ xa, bạn có thể chụp ảnh, phát nhạc, video, chuyển đổi trang thuyết trình theo nhiều thao tác khác nhau. Nếu như bạn đã quan tâm đến sản phẩm S23 Ultra thì hãy đến ngay cơ sở của Hoàng Hà Mobile gần nhất để dính ngay em nó về nhá. Hoàng Hà Mobile xin trân trọng cảm ơn.